AK-Sert thì anh em video review Honda Winner 150, lắp đặt đèn chiếu sáng phụ trợ, viên là 430W, 3000 lumen. Đèn khi lắp đặt lên xe các bạn có thể tùy chọn cái chức năng on off, bắt xin đá đèn và on off và bắt xin luôn. Sản phẩm được thì 3K shop.